Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đào Hồng Lan tiếp tục quần tơi tả ông Chính, ông Thủ khá mệt với bà Quyền Bộ trưởng. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã rất khôn khéo khi la toáng lên những sai phạm thời ông Nguyễn Thành Long đã để lại. Bà muốn xác quyết rằng những sai phạm đó không phải là sản phẩm của bà. Ông Thủ tướng có quyền hơn, vì thế ông Thủ tướng chỉ đạo liên ngành sẽ hiệu quả hơn, bởi vì những vấn đề mà Nguyễn Thành Long để lại quá lớn, cần phải có chỉ đạo liên ngành may ra mới giải quyết được. Vì nếu để bà Nguyễn Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan mà một mình ôm hết khó khăn, không chia sẻ cho ai, thì rất có thể bà cũng sẽ là bộ trưởng có số phận không khác mấy người tiền nhiệm trước đó. Đây là hình ảnh Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam hiện nay, bà Đào Hồng Lan. Ở lần trước, bà Đào Hồng Lan cho báo chí la toáng về vấn đề bác sĩ bị tấn công và vấn đề dao mổ rạch ba nhát không đứt ra. Vấn đề về giá cả của việc đấu thầu thuốc không nên chọn giá rẻ nhất mà chọn giá phù hợp nhất. Vì thế, hệ thống bệnh viện công ở Việt Nam hiện nay đang khủng hoảng hết sức nghiêm trọng. Hiện tại, sai phạm của người tiền nhiệm để lại quá nhiều. Tuy nhiên, bà Đào Hồng Lan xem ra không ngần ngại quần cho ông Thủ tướng mệt mỏi, phải thay bà giải quyết vấn đề này đến vấn đề khác. Bà Đào Hồng Lan là quan chức nắm Bộ Y tế nhưng không có chuyên môn ngành y, cũng là một thuận tiện và cũng là khó khăn. Khó khăn thì đã rõ, bà Lan không dành những vấn đề của ngành nên khó chỉ đạo, mà cũng bởi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử bà lên Quốc hội thay cho chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì ông phải có trách nhiệm trước Đảng là bà có thể quản lý ngành dược. Và dường như bà Lan đã nắm được điểm yếu này nên bắt ông Thủ tướng giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác thay bà trong giai đoạn đầu nắm bộ. Ít nhất là phải xử lý hết đống tàn tích của Nguyễn Thành Long đã để lại trước đó. Vào ngày 26 tháng 8, báo chí lại lên tiếng về việc bác sĩ phải dùng chỉ rẻ tiền để khâu các vết mổ. Đây là bài báo được xem là bà Lan muốn đánh bồi vào ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà muốn ông giáo diết thực hiện ngay và luôn những vấn đề này. Ông Thủ tướng mà càng chậm chạp giải quyết thì rất có thể sẽ có những bài tiếp theo để thúc giục. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Được biết vào ngày 21 tháng 8, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có động thái cứu lấy vấn đề khó khăn của Bộ Y tế. Ông Thủ tướng nói rằng các bộ ngành cần chung tay gỡ vướng mắc đấu thầu thuốc. Việc làm này của ông Phạm Minh Chính xem như ông đã chỉ đạo liên ngành nhằm gỡ bớt khó khăn cho bà Đào Hồng Lan. Đến trưa ngày 21 tháng 8, sau nhiều giờ lắng nghe bác sĩ, đại diện Bộ Y tế và các ngành chia sẻ những vướng mắc khó khăn trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế, tình trạng thiếu thuốc, bác sĩ nghỉ việc, v.v. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá ngành y còn những hạn chế đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Trong đó, hệ thống thể chế, chính sách và lĩnh vực y tế còn bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng, rườm rà và thủ tục hành chính chưa bao giờ được biết hết những khía cạnh như trong việc mua sắm, đấu thầu, trang thiết bị, Bộ Y tế, đầu tư, vân vân. Tóm lại, còn rất nhiều bê bối trong ngành này chưa được giải quyết. Bình thường nói mãi không ai nhận ra, nhưng thực tiễn đã làm bộc lộ những khó khăn, vướng mắc cản trở ngành y tế, nhưng đây là cơ hội để chúng ta sửa đổi. Ông Thủ tướng đã nói và yêu cầu các bộ ngành quyết liệt đưa ra các biện pháp xử lý để dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Cần xác định việc nào quan trọng thì làm trước, không dàn trải. Đây là hình ảnh bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho báo chí quần ông Thủ tướng liên tục. Đó là những bước đi của ông Phạm Minh Chính với ngành y tế. Tuy nhiên, việc ông Thủ tướng bị bà Quyền Bộ trưởng quần tiếp là điều ai cũng có thể thấy được. Cái hay của bà Đào Hồng Lan là bà nắm hết những vướng mắc của ngành rồi bà ném cho ông Thủ tướng. Ông Thủ tướng mới vừa phải giải quyết xong, bà lại ném tiếp vướng mắc khác. Xem ra ông Thủ tướng sẽ phải mệt với bà Quyền Bộ trưởng lắm chiều này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyết bị lật tẩy, Vượng Vin run như cầy sấy. Vấn đề nâng khống vốn trên thị trường chứng khoán đang là đề tài được bàn tán dậy sóng trên mạng xã hội. Các tờ báo thi nhau phanh phui chiêu trò bùa ghép để nâng khống giá trị công ty thông qua việc bán mớ giấy lộn thu tiền thật
của ông Trịnh Văn Quyết. Ngay ngày 26 tháng 8, tờ báo Việt Nam Express đăng bài viết chiêu tăng vốn ảo của FEC Faros. Vạch trần chiêu trò bùa phép thổi vốn sau khi được cơ quan công an cung cấp đầy đủ thông tin. Chiêu trò này đã bị lộ, người ta đang kỳ vọng sắp tới có thể ông Trọng cho kiểm tra hết những công ty cổ phần có phát hành cổ phiếu ra công chúng, thì lúc đó nhiều đại gia sẽ tìm đập chân rùn. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Đã xuất hiện ý kiến cho rằng chiêu trò của Trịnh Văn Quyết có sự tiếp tay của rất nhiều cơ quan, bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng, Bảo lãnh Phát hành, Kiểm toán Độc lập đều có liên quan. Thậm chí Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi ông Trịnh Văn Quyết đăng ký vốn điều lệ, cũng cần phải được kiểm tra hàng loạt. Đã xuất hiện luồng ý kiến cho rằng với tình trạng này, với áp lực của dư luận như thế này, thì rất có thể tiếp theo là hành động thanh tra, kiểm tra hàng loạt các cơ quan nhà nước liên quan và đồng thời kiểm toán nhà nước vào cuộc thanh tra tình hình tài chính của các doanh nghiệp niêm yết. Cái ung nhọt thị trường chứng khoán đang càng ngày càng phình to và có nguy cơ bị bục ra bất cứ lúc nào không hay. Mới đây, tờ báo Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế Xanh đã nhá hàng cho biết VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang nợ khủng. Số nợ lên đến 2,85 lần vốn chủ sở hữu. Đây là kết quả được lấy từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp chứ chưa hề có thanh tra hay kiểm tra. Một khi cơ quan nhà nước vào cuộc tung hết lực lượng lên vào những sổ sách kế toán của VinGroup thì không biết điều gì sẽ xảy ra với công ty này. Với môi trường kinh doanh như ở Việt Nam, việc gian dối trong báo cáo tài chính xảy ra khắp nơi, cho nên khó ai tin những gì mà VinGroup báo cáo là sự thật. Hiện nay, theo báo cáo tài chính của công ty, tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gánh khoản nợ rất lớn, lên tới 376.602 tỷ đồng phải trả, tức là tương đương tới 16 tỷ USD. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Theo đánh giá của giới thạo tin, hiện nay có vẻ như Vượng Vin còn rất mạnh. Ông ta còn dùng được công an để bảo vệ cho ông ta trên truyền thông và áp lực cho tuyên giáo rút bài khắp nơi. Tuy nhiên, tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay đang rất biến động. Nay là công thần nhưng ngày mai có thể bị thịt là điều hết sức bình thường. Mới đây, Trịnh Văn Quyết đến đâu là các quan đầu tỉnh theo sau khúm núm vâng lệnh. Nhưng rồi cuối cùng, ông Quyết bị bắt thì đồng loạt các tỉnh đã hủy hầu hết các dự án của FEC. Sự việc như gió đổi chiều trong một thời gian rất ngắn. Thời kỳ đỉnh cao, người ta so sánh FEC của ông Quyết với VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng. Nhưng trong chốc lát, FEC lao dốc về con số 0. Đó là sự khó lường của chính trường kéo theo sự biến động rất mạnh của thương trường. Có người cho rằng đến nay ông Vượng vẫn chưa đặt chân ra nước ngoài nên rất có thể ông đang bị quản thúc thật. Nếu đây là sự thật thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhốt con bò mộng vào chuồng để chuẩn bị thịt. Mà hiện nay thịt doanh nghiệp rất dễ, xua quân kiểm toán các doanh nghiệp dục diện nghi ngờ thì không sớm thì muộn cũng lòi ra lý do để hốt. Đây là hình ảnh VinGroup đang nợ khủng. Làm doanh nghiệp ở Việt Nam dễ làm gian, vì gian nên dễ bị hốt. Gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã có người đi tù vì làm kinh tế. Ông Phạm Nhật Vũ đã đi tù và là lời cảnh báo cho ông anh hãy cẩn thận. Làm ăn dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam giàu nhanh nhưng cũng chóng tàn lụi là như thế. Với tình hình biến động như thế này mà bảo ông Phạm Nhật Vượng ăn ngon ngủ yên thì cũng rất khó. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể bị thịt. Đó là bản chất của chế độ.